Lọc bực HB107 sử dụng cho các dòng máy in HB107 series, 135 series, 137 series, vân vân. Đầu tiên mình sẽ dùng tua bít dẹp hoặc dao đục giấy để mở ba cái lẫy của hai bên nắp. Mỗi một bên nắp có ba cái lẫy nha các bạn. Lẫy bằng nhựa. Xong mình sẽ tháo hai cái nắp ra. Rút thanh sắt cố định rum. Ngoài ra còn có hai cái lẫy ở hai bên. Mình sẽ tháo luôn hai cái lẫy này luôn nha các bạn. Sau khi tất cả các lẫy được tháo ra thì mình sẽ tách lọc bực ra làm hai phần. Mình sẽ vệ sinh bằng khăn thải, tháo trục sạc ra. Mở hai vít để tháo gạt lớn ra. Sau đó mình sẽ vệ sinh, bỏ hết mực thải. Vệ sinh xong thì chúng ta lắp gạt và lắp trục sạc còn lại nha các bạn. Hai bên trục sạc có hai gói màu xanh và màu trắng, các bạn nhớ lắp vào cho khớp nha. Bên phần cụm từ, chúng ta cũng tiến hành vệ sinh trước khi châm mực vào. Tháo rung và tháo trục từ ra cho các bạn. Vệ sinh sạch rung và trục từ. Bỏ hết mực cũ trước khi tiến hành châm mực mới nha các bạn. Cần lưu ý là những dòng máy in sử dụng hộp mực HB107 thì công nghệ của Samsung, cho nên bắt buộc chúng ta phải châm mực nạp Samsung nha các bạn. Xong thì chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh thật sạch thanh gạt từ. Tiến hành lắp cố định cho trục từ vào khớp. Lắp lại cái rum. Lắp thanh sắt cố định cái rum vào theo hướng từ trái qua phải, với đầu bán nguyệt vào trước nha các bạn. Xong mình sẽ lắp hai phần hộp mực lại với nhau. Lắp hai nắp hai bên hông lại, sao cho cái nắp có chip là bên phần vòng tròn, còn nắp không có chip là bên phần bán nguyệt. Xong mình sẽ vệ sinh sơ bộ hộp mực bên ngoài một lần nữa trước khi lắp vào máy nha các bạn.
Do hộp mực refill không thay chip nên máy vẫn báo tình trạng mực yếu nha các bạn. Chúng ta chỉ cần nhấn nút mũi tên phải và chọn thêm chế độ continue, máy sẽ tiếp tục hoạt động bình thường nha các bạn. Đợi máy khởi động xong, chúng ta sẽ tiến hành in test report. Hộp mực đã refill xong, in đậm đẹp bình thường nha các bạn.